Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Học Kèo .com. Hãy nhớ like, comment, chia sẻ video để giúp mình đạt được mục tiêu 200 subscribe trong tuần này các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giải quyết một vấn đề của bạn còn dang dở hôm trước, đó là cái bài vẽ hình như này. Thì bạn nào chưa xem cái video vẽ hình này thì các bạn hãy vào kênh của mình và tìm trong mục video sẽ có cái bài tập vẽ hình này. Hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề là các bạn tính cái diện tích của hình chữ nhật màu đỏ này. Thì muốn tính được diện tích hình vuông chữ nhật màu đỏ này thì chúng ta sẽ lấy cái cạnh này nhân một cạnh này nhân 4. Tuy nhiên thì chúng ta không xác định được độ dài cạnh này bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây mình làm cái thủ tục vẽ hình để vẽ cái hình này rồi. Bây giờ mình sẽ tính diện tích tu diện tích n. Diện tích 1 nhé. Thế là mình sẽ có công thức. Bây giờ hình diện tích này mình sẽ dùng phương pháp là như sau. Con rùa mình đang nằm ở vị, sau khi vẽ hình xong, con rùa mình nằm ở vị trí của cái đỉnh đầu tiên trong cái mảng gồm 4 phần tử, là 4 đỉnh của hình chữ nhật. Vậy thì mình sẽ đo khoảng cách. Mình sẽ đo khoảng cách như sau. Mình sẽ make một biến, đó là x gì có rồi, a có rồi. Bây giờ mình make một biến là v kép, chính là cái độ dài của cái cạnh hình chữ nhật này, sẽ bằng là distance. Distance là gì ạ? Distance là đo khoảng cách. Đó. Nó sẽ đo khoảng cách từ điểm này đến điểm này. Điểm này là đỉnh thứ nhất, điểm này là đỉnh thứ hai. Vậy chúng ta sẽ đi đến điểm item 2 của mảng A. Ok, xong. Với cái kép, bây giờ mình diện tích sẽ bằng là... Ok, chúng ta sẽ vẽ hình. Rồi chúng ta show. À, xin lỗi, chúng ta diện tích 1. Diện tích 1 là 800. Bây giờ mình thử với kích thước khác nhé. Mình vẽ hình 120, to hơn một chút đúng không? Bây giờ mình sẽ tính diện tích 1, đó là 1073 vân vân. Chúng ta sẽ show distance thử nhá. Các bạn thử bằng cách là show distance item 2 của mảng A, nó sẽ là 268 phẩy bao nhiêu đấy. Thì bài này mình sẽ cũng tương tự như bài này, mình sẽ có một cái bài giải trên Scratch. Ở bài này thì ở trên Scratch thì nó sẽ không cho chúng ta tính khoảng cách. Đã. Không cho chúng ta tính khoảng cách từ một điểm đến một điểm, mà chúng ta phải tự tính. Thì ở đây mình làm giống hệt như là cái này thôi. Thuật toán thì nó vẫn thế, về vẽ hình thì nó vẫn thế, nhưng đến khi tính khoảng cách, tính độ diện tích á, thì mình sẽ phải tính theo một cái công thức rất là dài các bạn ạ. Đây mình thấy công thức, các bạn thấy công thức rất là dài đúng không? Mình cũng làm mảng giống hệt cái trong logo thôi. Thì mình tính công thức rất là dài. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn cái công thức để tính khoảng cách giữa hai điểm trên hệ trục tọa độ x, y. Ở đây mình sẽ thử bằng cách là chúng ta sẽ thử giữa hai phần mềm xem có giống nhau không nhá. Ở đây mình vẽ 100. Diện tích hình chữ nhật màu đỏ là, đây mới là ra khoảng cách đúng không? Diện tích mình sẽ lấy nó nhân với 4. Rồi, các phép toán này, nhân 4 này, diện tích nhân với 4. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Diện tích hình chữ nhật màu đỏ là 8 9 4 vân 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 đấy. Bên này. Mình sẽ viết là vẽ hình 100 diện tích 1. Đó. Các bạn thấy không? Cũng là 8944217190999916, kết quả giống nhau không ạ? À, đây 42190099915, vậy là nó tính
42190. Đấy, như vậy là có một chút sai số thôi, nhưng mà đại khái là gần đúng với gần giống với nhau rồi, bởi vì là ở trên sân khấu của rùa trên logo khác với sân khấu ở trên đây, kích thước nó khác nhau, cho nên là có một sự sai lệch một chút, nhưng không sao, về cơ bản là công thức của chúng ta đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu công thức như sau. Đây là điểm B. Dạ. Bây giờ mình sẽ phóng xuống. Điểm A sẽ có tọa độ là x1. Và tung độ, hoành độ là x1 nhé. Tung độ là đây. Tung độ của điểm A là y1. Rồi, điểm B tương tự. Chúng ta nối xuống. Chúng ta cũng nối sang đây. Đây là điểm B có tọa độ là x2. Mình đặt tên cho nó thôi mà. Đúng không? Y2. Rồi bây giờ mình sẽ tại đây nhìn nó. Đây là cái nét này là hết, không phải là mình tính như thế này, mà mình tính khoảng cách từ A đến B là bao nhiêu. Đó, mình tính khoảng cách từ A đến B bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ có như sau. Bây giờ mình sẽ làm như sau nhé. Mình sẽ nối thêm này. Mình sẽ nối thêm đường nhé. Đến đây. Sẽ nối thêm đường. Đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái AB này chính là cái đường chéo của hình chữ nhật. Mình đặt tạm ở đây là C và D. Đó. Thì cái hình chữ nhật này này, đó, hình chữ nhật này nó có kích thước là như sau. Đoạn này. Đoạn đoạn BD này, đoạn BD này chính là đoạn bằng đoạn AC, và độ dài của nó chính là bằng y2 trừ y1. Đúng không ạ? Ta sẽ lại y2 trừ y1 thì bằng AC bằng BD, chính là bằng hai cạnh. Rồi tiếp ta lại có là đoạn CB và đoạn AD chính bằng là bằng x2 trừ x1. X2 là từ đây đến đây, x1 từ đây đến đây, như vậy ta có AD bằng BC bằng x2 trừ x1. Tọa độ các cái điểm khác thì nó cũng thế thôi các bạn ạ. Đúng chưa? Thế bây giờ hôm trước thì các bạn công thức Pythagore đúng không ạ? Tam giác này là tam giác vuông. Đúng không? Biết hai cạnh BD và AD rồi. Đây, BD là bằng này, AD bằng này. Ta suy ra công thức sẽ là cái cạnh AB á sẽ bằng, hôm trước thì dạy các bạn công thức Pythagore rồi, thì các bạn cứ áp dụng công thức Pythagore. Căn gộ cái gì ạ? Lấy gì? AB này bằng này BD bình phương cộng với AD bình phương, đúng không? Chúng ta sẽ có là BC nhân với BC chính nó cộng với AD nhân với AD. Đó, căn của cái này. Thế ta lại có cái bằng tiếp. Bằng. Ta lại căn tiếp. BD thì là cái này đúng không? Ta BD ta có y2 trừ y1 nhân với chính nó, đúng không? Nhân với chính nó là cũng là y2 trừ y1. Sau đó chúng ta cộng với AD chính là cái AD chính là ở đây cái này. Đó, cộng với. Thì các bạn yên tâm, các bạn cứ yên tâm là nếu mà x âm x dương hoặc là y âm y dương thì nó đều giống nhau thôi. Đấy. Nó đều giống hệt nhau, tức là chỗ này mà lấy y một mà xuống đây, y hai xuống dưới này á, thì nó lại ngược lại là y một trừ y2 thì cũng giống nhau thôi, không vấn đề gì cả các bạn. Thì công thức này nó luôn luôn là như vậy. Thì đấy, đây là công thức nhá. Nhưng mà các bạn phải nhớ là công thức này chỉ áp dụng khi mà chúng ta tính hai điểm, hai khoảng cách giữa hai điểm trên tọa độ trục OXY với tâm là không nhé. Sân khấu của rùa và sân khấu của trò chơi Scratch này thì nó luôn luôn là ở giữa là không các bạn ạ. Cho nên các bạn cứ tính khoảng cách bằng cách là chúng ta làm cái công thức này. Thì ở Scratch thì thầy viết cái công thức này rất là dài đây này. Scratch thì vì chúng ta không có cái
vì chúng ta không có cái tọa độ của xi, cho nên chúng ta phải đưa nó vào một hai cái danh sách. Danh sách thứ nhất là gồm có khoảng độ của tất cả các đỉnh này, danh sách thứ hai là tung độ của tất cả các đỉnh này. Thì mình viết nó công thức nó hơi dài một chút, các bạn sẽ tự nghiên cứu nhé. Cái này mình sẽ không hướng dẫn nữa, bởi vì nó là mình hướng dẫn là công thức ở đây rồi, các bạn cứ áp dụng công thức thôi. Đó. Diện tích là căn này, thực ra cái này không phải là diện tích mà là cạnh, không phải diện tích mà là cạnh đổi tên biến số thành cạnh. Mình chỉ tính một cạnh thôi mà. Đó. Cạnh này sẽ là căn của này. Phần tử thứ 1 của hoành độ, tức là cái đỉnh số 1, đỉnh ở đây ạ. Là lấy x1 nhá. Trừ đi x2. x2 đây, x2 trên này. Đó, x2 nó vượt ra ngoài rồi, không sao cả. X1 trừ x2 này, lại nhân với chính nó này. Lại lấy x1 trừ x2 này, nhân với nhau này. Xong rồi cộng với này. Phần tử thứ 1 của tung độ, tức là y1 trừ y2. Đó, y1 y2 mà lớn hơn y1 thì nó lại làm ngược lại các bạn. Mình nhân bình phương lên thì không vấn đề gì cả các bạn ạ. Cứ công thức mà làm. Đó, ta lại lấy phần nhân với chính nó, phần tử thứ 1 của tung độ, phần tử thứ 1 tung độ ra đây. Phần tử thứ hai là cái này. Đó, công thức lúc nãy mình dặn thôi, mình viết thôi. Thì cái việc ghép cái phần tử này thì ghép vào trong cái câu lệnh này, chúng ta dùng các phép toán ghép vào thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử bằng cách là mình tính xem là ví dụ nhá. Ví dụ bây giờ mình vẽ hình. Mình vẽ hình là một vẽ hình là 70. Rồi, nó vẽ ra cái hình là 70 đúng không? Mình sẽ tính diện tích xem là nó là bao nhiêu. À xin lỗi các bạn, diện tích 1. Đó là 626 nhá. Rồi, xem sang bên này mình tính xem là sang bên này mình tính xem là nó có giống không nhá. Mình sẽ thay vào đây. Mình sẽ vẽ hình là 70. Rồi ok, mình bấm vào đây. Thì nó tính diện tích của này là 626099036636. Bên này nó cũng thế. 099036336 đấy. Thì là kết quả được giống nhau. Đấy, các bạn đã hiểu cách tính diện tích chưa? Ở trong logo thì mình có thể tính nó bằng công thức là distance. Đây. Đấy, mình dùng cái distance đâu rồi. Đây, mình sẽ dùng cái distance thì nó sẽ nhanh hơn là việc là các bạn lắp công thức. Còn nếu mà các bạn thích lắp công thức thì cũng được. Các bạn thích lắp công thức thì mình lấy cái này. Đấy, trừ cộng trừ đi cái này. À, nhân với gấp đôi lên, nhân gấp đôi, nhân nhân với chính nó. Ví dụ cái này là âm 70 mà trừ đi không thì là âm 70. Xong rồi nhân với chính nó là nhân âm 70 thì nó ra dương 70 bình phương là 70 nhân 70. Xong lại trừ sẽ lại cộng với 140 nhân 140 được bao nhiêu, hai căn ra thì nó ra khoảng cách. Logo thì nó tiện hơn cho chúng ta bằng cách đo đo khoảng cách được. Còn Socrates thì nó không cho chúng ta đo khoảng cách thì chúng ta lại phải dùng công thức như thế này. Đó. Thì đây tất cả là cái video của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.